Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về dự thảo sửa đổi bổ sung quy định của Nghị định số 44-2014 của Chính phủ. Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, Dự thảo về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 44 của Chính phủ đã có quy định 5 phương pháp định giá đất bao gồm: phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh giá đất. Đồng thời, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện các phương pháp định giá đất. Tuy nhiên sau hơn 9 năm thi hành nghị định còn tồn tại vướng mắc cần sửa đổi bổ sung. Đặc biệt chính phủ cần nghiên cứu và lấy ý kiến họp bàn trên toàn quốc để thống nhất phương pháp định giá đất mang tính thống nhất, phù hợp với cơ chế thị trường, bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai của nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội đồng chí phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành nghị định mới và yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp đảm bảo chất lượng dự thảo để trình chính, chính phủ xem xét ban hành việc xây dựng nghị định mới cần kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu công tác quản lý sử dụng đất và phục vụ phát triển kinh tế xã hội